Xin chào các bạn nha. Mấy con cút này là mấy con cút mình nuôi nhưng mà nó ăn háo ăn quá cho nên mần luôn. Cũng nó cũng nhỏ chứ nó không bự, con cút mà. Cái cổ nó giật 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 mất cười quá. Nó làm gì ngọt ha? Dạ. Mấy con này nó ăn hao hơn gì nữa. Ngày ăn đêm luôn rồi. Lúc khuya ngày ăn đêm á. Ngày đêm cái đốt đèn cho nó ăn luôn có gì sao. Mà nó đẻ cho lắm chị. Đẻ được mấy trứng nữa các bạn. Nhưng mà để tiền mua ăn chắc lấy tiền nó mua trứng cút còn hay hơn á. Nó đã đút thêm cái nhà thì cái trăm cút ngàn rồi kia tao mới lợi còn mình luôn. Mỗi con lợi tao mới lợi. Lợi lỗ màu luôn nổi cho ăn. Ăn cũng hết tiền, cũng chục trứng cút có nhiều. Kinh doanh người ta phát sát rồi ta bán chút to chút kia nữa nè. Nè. Người ta mới có lợi. Bị rụng cái lông nè. Nuôi bộ hơi con, mà con cút này là không có mần nước nóng được các bạn. Mần nước hơi sôi tim kiểu nước bình thủy á. Nước bình thủy chứ không có mần nước sôi được, nước sôi là lột da hết luôn á. Nó mần như chim vậy á, bạn mần chim sao là mần cút vậy á. Nước sôi tim này nè các bạn ơi, nước sôi tim này là mình nhúng được rồi nè. Sôi quá không được. Này nước sốt mình làm để mình nướng. Trong đây thì ao nóng. Trong đây thì có tỏi với hành. Với muối, đường. Bột ngọt. Có ớt nữa, hơi hơi the the chút xíu à. Mà mình không có bỏ xả vô trong đây nha các bạn. Đây là mấy con cút nè. Mần hồi sớm mần nè các bạn. Có trứng nữa nè. Chà lâu quá không đẻ. Bây giờ đẻ ra được mấy cái trứng. Này trứng cút. Chắc mình nghĩ là chắc mình phải đổ hết cái chén này vô á. Thì giờ ướp nửa tiếng đồng hồ rồi các bạn. Ướp nửa tiếng đồng hồ nó thấm vô mà. Ướp xong rồi nó đẻ trong cái nồi này, cái thau này luôn các bạn nè. Trứng cút nè. Mỗi con có một trứng luôn á. Tới 5 trứng cút lận. Giờ mình sẽ đem lên mình nướng. Trời ơi, chắc nó cháy hổm quá à. Ở ngoài đường các bạn, mình có thấy người ta bán cút nướng nữa. Nhưng mà người ta bán cút nướng á, loại cút non á. Chứ không phải là cút lớn đâu. Cút non thì nó mềm lắm. Đó. Sao nó xèo xèo.
Cái mề nó nè các bạn, coi nè, cái mề nó cái xí xiu à nè. Thấy cà bộ ngon rồi Vy ơi. Đánh cáp. Ủa nhưng mà cái này có cay không? Ba nghĩ là một chút xíu thôi. Cay chút xíu à. Dạ trứng cút, con hỏi trứng cút. Trứng cút không có cay, trứng cút không có cay. Trứng cút hả? Ừ. Yeah. Chúc bài cho con ăn trứng cút. Ủa chị Dân, con ăn này đi Dân. Nè, mình xỏ sâu mấy cái mề này nè các bạn. Mình nướng. Chứ cái này nó nhỏ xíu, nó nhỏ hơn cái dĩ nữa. Sợ cái ức nó không chín á. Cái mình để cho cái ức nó dễ chín nè. Quá ngon rồi các bạn ơi. Hả? Hả? Kiểu hai nè, sắp ăn được rồi nè. Sắp ăn được rồi nè. Đi đi. Đi đi. Này là bỏ vô là lọc dĩ nè các bạn nè, giờ không biết làm sao luôn, bỏ đại đi chứ xỏ sâu cũng không được. Âu rớt luôn. Để nghiêng á, để nghiêng vậy nè, cái trái cánh nó mới chín. Mình sợ cái cánh nó không chín đó các bạn, cái ức á. Ủa cái trứng nãy đâu rồi? Chắc rớt rồi quá. Đây, xin mời các bạn nha. Dồi trường thơm ngon mời bạn ăn nha. Dồi trường của con gà nha. Ủa lộn, cái gì? Dồi trường của con cút. Ức dừa ăn ngon. Mấy con cút này á, con cút nào cũng có trứng, con cút nào cũng có giò trường không ạ.
Giờ trường nó dọn. Còn mấy rau này bứt vô hả nè. Bứt vô hả? Để bên bên. Đó, để bên bên đi. Rau quá xa rau. Xưa ăn cái tí tô này không được, giờ ăn được cái ghiền các bạn. Các bạn ơi, các bạn nào mà mua hàng bên mình á, các bạn mua thì các bạn nhớ nghe điện thoại của shipper nha. Các bạn nhắm các bạn mua thì các bạn hả đặt nha các bạn. Chứ các bạn mua sẽ xong rồi các bạn không lấy, các bạn đặt xong không lấy từ nghiệp mình nha các bạn. Tại vì ship, tiền ship giao đi giao về tốn hai bận lận, tốn bận đi rồi tốn bận về nó thì biết là bán thì sẽ có chuyện là sẽ có khách bơm hàng, nhưng mà cái đồ mà đồ ăn á thì mình để lâu không có ngon. Nếu mình đem về mình bán cho khách khác á thì nó không ngon, cho nên là mình, tại vì lúc mà mình lấy là mình lấy khô mới, mình giao cho bạn liền thì các bạn nếu mà các bạn lấy, các bạn mua thì các bạn hả đặt nha các bạn, chứ không thì giao về tội nghiệp mình lắm. Giao về á, ví dụ giao vừa giao đi vừa giao về đi, nhanh nhất cũng phải là 5-6 ngày thì đồ nó mới, cũng hành không mới nữa, đồ nó tươi ngon thì nó cũng hành không ngon, tại đồ ăn mà. Còn mấy cái đồ gia dụng thì nó khác. Mình có lạp xưởng á các bạn, lạp xưởng mới làm ngon lắm. Bạn nào ăn thì nhắn tin cho mình nha. Mình bán chơi cho vui vậy á, chứ thật ra mình cũng có lời. Các bạn ơi, các bạn có thấy cái ổ chim không? Các bạn có thấy cái ổ chim mà mình đang thấy không? Có cái đuôi của con chim nó ló ra ngoài cái ổ nè các bạn. Đây, để mình chỉ cho các bạn đâu rồi. Chỉ không được. Đó, nó ló cái đuôi ra, các bạn thấy không, nó đang ấp á, chín hết trơn rồi các bạn ơi. Nè các bạn coi nè, mình nướng nó chín hết trơn rồi, nhà mình gắp ra nha. Ở đây thì cái bụng nó còn nguyên cái bộ lòng luôn á, cái trứng nè, cái giòi trường với cái gan nó dính ở trên cái mỏi con cút luôn á. Ủa, đây nhỏ hấp dẫn quá các bạn ơi. Cút nướng, trứng cút, đây là trứng cút. Cái mề hấp dẫn quá, thơm quá. Cái nước ớt này thơm nha, cái nước ớt này nó thơm theo kiểu không có mùi xả, cái kiểu ớt thịt nướng mà không có mùi xả mà tỏi nhiều lắm. Xin mời các bạn cùng ăn cút nướng nha. Còn nóng lắm các bạn ơi.
Mẹ, ra mẹ đây. Mời ông bà cô bác. Trương mẹ. Con xin mời ông bà cô chú. Có được giường à? Ớt vừa ăn quá, ngon ha. Gửi thầy lại. Xin mời các bạn nha. Xin mời các bạn cùng ăn cúc nha. Đây, cúc nướng. Nắp sao cháy mỡ quá trời ngon. Này cái. Cái đùi. Cái này mình ướp vừa ăn lắm cho nên không có cần chấm. Cái này ngon quá. Ngon quá. Lao lên mà mẹ ăn cúc luôn á. Cúc nuôi cho già già ăn chút cái này. Nướng ăn ngon chứ còn cúc non á. Ăn không ngon nó mì mèo à. Mì mèo bữa gọt là như ăn không ngon nó mềm. Nướng chín hết luôn á. Ớt dừa ăn ngon. Cái đùi. Thịt cũng hay à. Thịt bẻ chắc thịt. Thịt nó dẻ. Cái này mình mua lúc mà cút tơ các bạn. Cái mình để cho nó canh cho nó già rồi mình hái ăn thì nó mới ngon nè. Cái giò trường nữa nè các bạn. Cái giò trường nè. Nè mẹ cho mấy giò trường, cho ba cái trứng này, nguyên cái đùm trứng luôn. Cái giò trường con cút ăn dai hơn giò trường gà. Giò trường gà ăn mềm hơn. Nếu không chưa ăn giò trường nào. Dai hơn phải không mẹ? Dai hơn. Giò trường gà mềm xèo ngon lắm. Giò trường này đẻ nhiều. Đẻ nhiều không ta? Chưa đẻ nhiều không? Hơi dai hơn chút xíu. Để tìm. Cái tại nó nhỏ nó dai. Nó ăn thử cái giò trường đi. Ủa con này đâu có giò trường. Nè. Giò trường nó mềm. Cái là tùy cái hay sao á. Nướng khô. Nướng khô quá. Cúc ơi. Cái ớt nó cũng ngon. Thịt nó chắc ha. Cái ớt nó ngọt ngay à. Nó như cái loại chim cu vậy. Ướp như vậy nó ướp nướng con cút nó hợp nè các bạn. Nước ướp ở hãm thì có xả, nước ướp này không có xả. Chị bác không ăn mời hả? Ăn đi. Bác ăn mời không? Ngon. Ngon. Mình hỏi hôm qua cái mẹ kìa. Mẹ. Nó là gì nhất? Mời các bạn nghe cái mẹ. Mày đó có gan ăn mới được hả? Gan yếu ăn. Mà mẹ không mà gà nhiều. Ngày không mà không à. Nói hiếu hiu à? Không nói. Nhỏ nãy sợ lọt dĩ không ạ? Mới sợ sâu nè. Quay, qua nghe điện thoại giùm ba cái. Thôi bây giờ mình ăn tiếp nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại.